Đường vô thì ông Tư sẽ khỏe lại. Sáng ngày hôm nay, Bùi Hồ dự định cùng với chị Hương sẽ đi Bạc Liêu để mà có một số công việc. Thì bất ngờ nhận được một thông tin rằng là ông Tư đang có một cái triệu chứng gọi là khó thở hoặc là suy nhược gì cô bác quý anh chị. Và có một điều mà ông Tư nói là phải đưa cha xuống ngay tại chiếc xuồng liền thì cha mới khỏe. Thì không biết là tại sao thì lại như vậy. Ông Tư xuống ghe hả chị? Xuống ghe. Tí xíu nữa anh em mình xuống ghe ha. Tại thấy cha cứ mệt như vậy rồi cho nên là sợ mô mốt bỏ như cha mình không biết có sao không. Chị phải chạy tới chị lui. Chị đang điện đợi trạm y tế nó chạy lại khám cho cha coi sao. Nhưng chị đó còn cha mệt, cha mệt lên vậy đó. Chắc tại sức khỏe cha yếu hay sao. Chị đang đợi điện nhờ trạm y tế chạy lại khám giùm cho cha. Hỏi sao tự nhiên mặt buồn thiêu luôn trời. Hôm nay thì dự định của chị em thì sẽ đi gửi sổ tiết kiệm cho ông Tư nữa. Mà bây giờ gì sao đi? Vậy để coi, để khám cho cha coi cho khỏe lại thì mình đi. Dạ. Khám cho cha có sao hay không rồi cho cha uống thuốc rồi cho khỏe lại. Nếu còn thì mình có lại truyền nước cho cha. Cha về đây chăm sóc thì chị cũng muốn chăm sóc cha quãng đời còn lại thôi. Cho nên là chị phải chăm sóc cho cha tốt chút xíu để bù lại cái thời gian mà cha đã cực khổ sống lên ở sông nước mấy lâu nay rồi. Mấy ngày nay vui hơn. Mấy ngày nay vui lắm. Tự nhiên bữa nay có ông Tư bệnh cái buồn. Nhưng mà thật ra thì cái câu chuyện ông Tư bệnh thì nó cũng có phần gọi là hợp lý. Vì đi cái quãng đường nó xa nè. Rồi mấy ngày nay thì cô chú, anh chị, ông bà cũng lại chúc mừng. Rồi phải dùng cái sức lực của mình có được mà để tiếp khách. Rồi khi mà mình cái lực, sức lực của tuổi cao nữa, thành thử ra ngã bệnh thì cái chuyện đó nó cũng trong cái dự tính. Tại vì tuổi cao thì nó phải có bệnh hoạn ở trong đó rồi. Giống như cây già mà nó gần khô thì nó phải có những cái yếu ớt hơn so với những cái cây trẻ. Giống như người ta nói cây mạ mà chỉ cần đạp nó cây lúa mạ đạp nó vẫn ngóc đầu lên được. Còn cây mà lúa nó già đạp nó là nằm luôn. Nên thành thử là thôi không có gì để buồn hết á. Từ từ mình xử lý, chuyện gì cũng có thể xử lý được. Không tốt nhất có thể thì nó cũng tốt khoảng 70-80%, đúng không anh? Ờ, đúng rồi. Ừ. Rồi vậy đi mình đợi bác sĩ ha. Và chị Hương với lại anh Sầm Hưng á thì vẫn đang ở dưới kia để chăm sóc cho ông Tư. Ngày hôm nay á thì đến đây á thì cũng muốn thay mặt cho anh Trọng ở Hải Phòng gửi cho chị Hương một cái phần tiền để mà có thể chăm sóc ông Tư. Vì chị Hương cũng đã có gọi bác sĩ lại để mà có thể là chẩn đoán điều trị cho ông Tư. Vì sao ông Tư lại cơ thể lại suy nhược như vậy? Mời cô bác quý vị cùng theo Bùi Hồ ha. Giữ hướng và đường cho nó khỏe cho. Nằm nó đi ông Tư đút ra đường uống cho nó khỏe. Ngồi vậy cho nó khỏe. Ngồi vậy hận cái hết à. Ông Tư ngồi vậy khỏe cho. Còn quá ngon mừng. Hy vọng là sẽ theo như lời của anh bác sĩ nói hộ. Ông Tư chỉ tụt huyết áp thôi. Uống đi trà đường vô thì ông Tư sẽ khỏe lại. Thì anh em hy vọng là huyết áp sau khi ly trà đường trở lại bình thường á anh Bộc Đồng. Tư nằm nghỉ chút nữa là huyết áp trở lên là khỏe. Xe gầm gà đây ta cứ cho con cái này là quậy miếng tạ đã còn miếng tạ rồi chứ đừng có để những cây á ngang 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 đi là đem về cái cây gầm dưới trời vật để đại cho nó bên thì là đem ra ngoài mũi đúng không? Để đại cho ông Tư. Ông Tư ơi,
Ông nằm nghỉ đây cho khỏe. Bác sĩ nói là mình đang tụt huyết áp á. Không, dạ cũng đây nè. Đấy. Nói chung tư tự. Rồi sức khỏe chú như thế nào chú Tư? Không có gì. À, chú Tư khỏe lắm rồi. Con chú anh đợi. Đây. Đừng có hỏi ông Tư nữa. Ông Tư, anh Hân. Bây giờ anh Hân dọn đây mệt rồi nên thành thử là không có nói chuyện nhiều á ông Tư. Ông Tư muốn cúng đúng không? Cúng thì cũng tự giải thôi. Ừ. Đi. Anh Hân ơi, góp một miếng rượu. Con chai gặp ông Tư cho đốt thuốc cúng không đúng lời hứa của con. À thứ cho con đấy, nhà này nhà mình phải không? Đó. À thứ cho anh Hân giải sinh cái anh Hân. Okay. Anh Tư phải nghe lại luôn rồi đó. Ồ, chẳng động. Cái tình hình của ông Tư á thì huyết áp nó có tăng hay giảm nhiều không bác sĩ? Không đánh đổi, cũng hơi thấp chút. Không có nhiều lắm. Về cái nhịp tim thì sao? Tim hiện tại nó ổn định, chưa có phát hiện bất thường. Dạ. Nên là sau khi mình khỏe khỏe thì nếu có điều kiện thì chở ông đi khám tổng quát một cái, mình kiểm tra toàn diện này cái cho coi xem sao. Mấy ngày nay thì ông Tư phải di chuyển cái đoạn đường xa nè. Rồi thậm chí là phải tiếp khách, rồi cũng có uống rượu nên thành thử là không biết là ông Tư có bị suy nhược cơ thể không. Thôi bây giờ thì cái theo thể trạng của ông như thế này thì mình không biết rồi. Sức khỏe thì cũng không có nhiều lắm. Hiện tại thì quá áp vậy đó, để mình chút xíu đo kiểm tra quá áp đây ổn thì sau vài ngày nữa cho ông khỏe lại đi đứng bình thường đây thì mình đi kiểm tra lại cho ông. Ông huyết áp giảm nhiều không bác sĩ? Không, ít nè, không nhiều lắm. Ít thôi hả? Ừ. Nhưng mà đối với lại người cao tuổi như ông Tư như thế này, gió thì nó có ảnh hưởng nhiều đến cái sức khỏe không? Có cần phải lên nhà để mà điều trị? Đúng rồi, người lớn tuổi thì sức khỏe cũng yếu hơn những người khỏe mạnh bình thường. Mình thì có điều kiện mình đưa ông lên nhà mình đã. Nhưng mà ông Tư không có chịu lên. Ông Tư nói là phải xuống đây nè. Phải nằm ở đây ông Tư mới chịu chứ. Kiểu là sống sông nước á, cái chuyện gì nó có tâm linh gì đó mình cũng không hiểu lắm. Mà nói ông Tư không có chịu lên. Nếu mà cụ không chịu lên thì mình cứ để ông cụ sống ở đây mình, nhưng mà mình những làm cái gì che chắn gió bớt cho ông nè. Anh Hưng sớm che rồi đúng không? Nắng mưa là lại cho ông. Cũng lo quá, về mấy ngày nay tự nhiên cái ngã bệnh luôn. Đi đoạn đường xa cũng mệt mỏi. Bác sĩ cũng chẩn đoán thì ông Tư cũng đã khỏe rồi, cũng đã gọi là khỏe nhưng mà đỡ hơn lúc nãy tí xíu thôi. Và cái công việc chị em không thể nào đi để làm một cái sổ tiết kiệm nào cho ông Tư vào thời điểm này được. Thì sáng nay chị có gọi cho ông Tư bác sĩ thì tiền khám hết nhiêu chị Hương? Bác sĩ không lấy tiền khám đi. Không lấy. Mà bác sĩ khuyên là nên chở chai đi khám tổng quát. Giây phút này nhất là chị qua đây đi chị.
Đây là những cái giây phút mà chị Hường và anh Sầm Hưng cần sự giúp đỡ chung tay của mọi người. Thì ngày hôm qua thì Bùi Hồ có nhận được một cái phần hỗ trợ của một anh gọi là anh Trọng ở Hải Phòng gửi cho chị với số tiền là 5 triệu đồng. Gửi cho ông Tư, nhưng mà chị Hường thì sẽ đại diện nhận cho ông Tư để mà lo cho sức khỏe cho ông Tư. Cô bác, của anh chị, đây là anh Trọng ở Hải Phòng gửi cho chị để mà lo cho ông Tư. Em nghĩ là thời điểm này thì mình sẽ cần sự chung tay của mọi người nhiều hơn, vì đâu đó thì cuộc sống hiện nay thì nó cũng còn rất là khó khăn kìa. Thì chị cũng vậy, chắc lẽ là mình sẽ đi khám tổng quát cho ông Tư, tại vì em thấy sức khỏe bây giờ cũng rất là bất an luôn mọi người. Đây là cũng cái thước phim rất là buồn. Cô bác quý anh chị á, khi mà muốn hỗ trợ thì có thể gọi điện thoại trực tiếp đến số điện thoại của chị Cẩm Hương. Số điện thoại của chị á, là 0946227140. Cô bác quý anh chị cũng có thể là điện thoại trực tiếp để hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông Tư. Thật ra đây là thước phim mà các anh em không muốn quay nhất, cô bác quý anh chị. Muốn quay những cái thước phim vui vẻ đoàn tụ ngay khi về Cà Mau thôi, nhưng mà hiện nay thì sức khỏe như vậy rồi, không quay thì cô bác quý anh chị sẽ không nắm được tình hình sức khỏe của ông Tư khi về Cà Mau như thế nào. Cũng mong là ông sẽ khỏe lại. Ông Tư ơi, không nói chuyện được luôn. Thôi bây giờ chắc là Bùi Hồ sẽ kết thúc đoạn video clip này. Và trước đó thì ông Tư rất là mệt đó, thì Bùi Hồ cũng đã có quay những cái đoạn ngắn. Bây giờ mời cô bác của anh chị cùng xem cái quá trình ông Tư đi xuống đây ha. Chuyện làm Tư sẽ khỏe lại rồi đấy. Em ngày xưa giờ không biết mấy những cái chuyện như thế này, nhưng mà nghe ông Tư nói thì em cũng khá bất ngờ anh luôn. Thật ra những cái vấn đề á thì mình không phải nói là về tâm linh nha, nhưng mà một phần thì hay sớm á, hai anh em thì anh cùng với Đạt là không thể quay được luôn á. Có những lúc nó khiến như vậy đó, không thể quay được. Hồi sớm ông Tư ở nhà, ông Tư mệt nhiều không anh Hưng? Thở lên không à. Nó cũng làm như bị ép tim. Yeah, lo dữ không? Lúc đó lo dữ. Lo. Khóc mà nãy do anh Hưng muốn khóc, đang khóc luôn á. Khóc. Nãy thấy anh Hưng xúc động rồi khóc. Vậy cũng có kêu bác sĩ tới rồi chút chứ khác. Rồi gọi bác sĩ rồi đúng không? Yeah, gọi bác sĩ rồi. Ôi trời, tự nhiên sao ngộ ta. Hồi sớm thì mấy anh em không có đây thì lúc đó ông Tư như thế nào hả anh Hưng? Thì cha cũng ngồi uống trà rồi em với cậu Tám đó. Dạ. Xíu cái ổng than ổng mệt quá rồi ổng ngồi ổng thở không à. Nằm xuống thì cũng thở lên vậy đó. Đi rồi ổng nằm thở lên không à. Rồi như thế nào rồi ông Tư gọi phải đưa ông Tư xuống ghe? Chắc cái ghe này cha ổng sống quen rồi đó, rồi chắc cũng có cái gì rồi cha mới xuống ghe này. Nãy em cũng có hỏi đi cho ông Tư kêu đi xuống ghe là nó thế nào, ông Tư vậy chắc cũng xuống giấy gì vậy bạn có phải chắc là... Có lẽ là như thế này nè, cái tâm linh á thì tin hay không là mỗi người, nhưng mà khi đến một cái vùng đất nào mình ở, mình định cư á, thì mình cũng phải xin phép. Đúng rồi. Và ngày hôm nay đó thì ngoài việc kêu bác sĩ thì em nghĩ rằng là anh nên mua trái cây á, nói chuyện Hường mua trái cây xuống ghe cho cha cúng cái, cho ông Tư cúng cái ha. Trong Tư khấn giái để mà nói với coi như mình trình diện vậy á. Nên thành nữ là đó là một cái em nghĩ là cái lòng tin của mình, nó sẽ cho mình nó cảm thấy không bị mất an nữa. Tại vì cái cuộc sống ông Tư đã sống ở dưới nước là hơn mười mấy năm rồi, dù sao thì cái cuộc sống nó cũng quen rồi, kiểu giống như mình sống với nước quen rồi lên bờ thì nó cũng có cảm giác gì nữa, nó thay đổi về phong thủy. Thì thứ nhất là cái độ quen, thứ hai là khi mà ông Tư lớn tuổi mà sống trên mặt nước lên đên phải bơi chèo trống như thế, mà nếu mà không có thực hiện những cái lời giái lời hứa thì anh nghĩ một cái người bình thường cũng không thể mà sống được mà dài như thế đâu. Cho nên có những cái lời hứa, nên những cái phần âm hoặc là binh gia gì đó theo độ ông Tư, và ông Tư sống rất là vững ở trên sông nước, và đến khi mình lên bờ rồi thì cũng phải thực hiện cái lời hứa đó.
chắc cũng mua đồ về cũng ghe. Chỉ mình chuẩn bị mua đi, cái mình xuống ông Tư, còn đây là cho ông Tư giá luôn. Đấy, không, à, để cho ông Tư nghỉ ngơi tí xíu khỏe là cái giá luôn. Bây giờ ông Tư lên đi chợ. Nhưng là anh hỏi coi tí xíu, nên hỏi ông Tư coi có chẳng có giá gì vào giờ nào không á. Anh hiểu không? Anh mua bông cúc mà. Bông cúc nè. Trái cây nè. Đó, này dọn dĩa trên này cúc ha. Anh cùng giá với ông Tư để mà mình có thể là kiểu mình xin với ông bà rằng cho cha mình ở ngay tại cái mảnh đất này. Vậy đi. Hiện nay thì cũng mọi người, anh Hưng rồi cũng với lại chị Cẩm Hường cũng đang rất là buồn, nên thành thử là Bùi Hồ xin thay mặt cho gia đình của ông Tư chân thành cảm ơn tất cả cô bác quý chị Mạnh Thường Quân, cũng như là ngày hôm nay thì nhận được sự hỗ trợ của anh Trọng ở Hải Phòng đó, xin chân thành cảm ơn cô bác quý chị rất là nhiều luôn. Thì khi nào mà ông Tư hồi phục lại á, thì mình chở ông Tư đi bác sĩ ha. Đúng rồi, về khi nào mà cha chị đỡ lại khỏe lại thì chị sẽ chở đi khám xuống bệnh viện Medit nè. Anh bác sĩ với chị xuống bệnh viện Medit là chi nhánh của thành phố đó, khám tổng quát rất là hay luôn đó. Là chi nhánh của thành phố xuống mà nó chính xác hơn. Thôi những ngày còn ở đây thì em cố gắng, tụi em sẽ hỗ trợ cho ông đi ngửi coi như thế nào. Chứ bây giờ cũng thấy thương nhiều hơn. Bây giờ thấy thương bệnh cao tuổi thì thấy thương hơn lúc ở nhà với trai nữa. Thôi chị ha. Mong ông khỏe lại.